Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay 110 phục dựng làm người xem đứng hình bởi một cái biển số cũng rất khủng. Bên cạnh một loạt đồ chơi xịn sò thì cái chiếc quay 110 hôm nay càng trở nên ấn tượng hơn, hút ánh nhìn hơn với một cái tấm thẻ định danh bằng kim loại rất đẹp. Tuy nhiên, đây chưa phải là hoàn hảo nhất nhưng vẫn đủ làm cho con xe phổ thông trở nên đầy thú vị. Tiếp cái phần chạy áo, anh em tìm hiểu cái ngoài tông hào nước sơn trắng thì chúng ta còn bắt gặp bộ tem được phối phong cách người chủ yêu cầu. Cái màu sắc ở trên đó cũng đã được chọn lọc, sau đó phù hợp với những cái món đồ chơi con xe. Với sự cấp bậc, cái đèn hai tầng đem lại ánh sáng mạnh mẽ hơn cho con xe này. Nhưng quan trọng hơn là kiểu dáng nó đẹp, giúp cho cái chiếc của A bắt kịp được xu hướng của những người đàn anh gây bất ngờ. Cái phần cụm dầu của Nissin đã được thay mới bằng một cái tay kéo cáp thông thường để chuyển dầu xuống cái phần dầu heo, sau đó đi vào con heo của Nissin Thái hai bước bên nhằm đem lại lực phanh mạnh hơn cho con xe hôm nay. Kết hợp cùng đó là đĩa thắng đồ chơi cái xe đạp 260 đã được cố định thẳng lên cái đùm mà không cần phải thông qua thức lòng gì cả, rất là tiện lợi. Riêng cái phần cổ bô được hai chất liệu của titan, nó vừa đẹp vừa bền hơn so với cổ sắt nguyên bản. Phía sau có phần phát tăng sinh âm và cái phần nắp ngoài màu đỏ trông khá là bật, bên cạnh những cái chốt inox và càng thắng đồ chơi. Bản độ hôm nay lên luôn cái phần cấp gạch te đấy từ cái dòng lịch Future 1.5 lắp qua cho dàn chân hôm nay nhìn nó cứng cấp và cơ bắp hơn. Đây cũng là một trong những bài được nhiều anh em dọn lật quay hiện nay rất ưa chuộng. Tận dụng thêm cái phục Hodin phiên bản bình dầu liền, được người chủ tùy chỉnh lại một vài chi tiết như tem xanh cái sai thời điểm, cái chén lò xo, CNC. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng cái biển số mà vạn người mê của một cái dòng xe có 102 nhé. Wairo chọn kiện với một cái bộ mâm hiếm người chơi. Người chủ làm mê mệt những người xem của cái chiếc Wairo hôm nay bằng một cái bên ngoài chất lượng. Với những cái món đồ chơi thượng thừa, sản phẩm rất hot thị trường hiện nay, đặc biệt nhất là bộ mâm hiếm người chơi ở Việt Nam. Đầu tiên chúng ta thấy được cái thắng của Rainbow Asset, cái bản này có piston là 15, giúp khả năng kiểm soát phanh nó êm ái hơn rất nhiều và cánh dầu thắng cũng nhanh hơn nhờ vào những vị trí ốc gió được bắt trên cụm. Phía bên ngoài là tay thắng tiếp em, trông nó cũng khác lạ hơn. Tận dụng tay con tiếp em làm tay thắng hệ thống phanh đùm sau con xe. Tuy nhiên thay đổi cái thế này cũng rất là đẹp nhưng mất đi đó là khả năng khóa thắng sau. Phần cái cụm đã bật nhiều xuống cấp màu sắc sau bao năm tháng sử dụng, đã người chủ đã qua nhiều cái đường phố. Cái phần phục trước tương tự như xin, người chủ đã tinh chỉnh lại bằng một cái sẩm đến từ Racerbot, có khả năng tăng chỉnh cái lực nhúng cũng rất tiện lợi. Nói đôi chút về phần mâm, đây là một cái kiểu người chơi lên mâm xin của cái dòng là Beast 110, một cái dòng xe tay ga nhỏ gọn nhưng không quá được ưa chuộng Việt Nam. Cái dàn chân ở trước chúng ta đang nhìn ngắm với con hàng của Rainbow lục lớn hai bên xứng, ngoại hình được làm bằng chất liệu nhôm nguyên khối kết lại với nhau cũng khá là bật. Chi tiết thắng được hai bằng chất liệu của Gaffer để tạo điểm nhấn với những cái chốt Q5. Nhìn ngắm dàn chân sau ta thấy được người chủ tận dụng cái phục là IBM bình dầu liền nằm trên, nó được trang bị hai cái núm chỉnh ở bên bình dầu kèm với cái núm nữa ở dưới chân phục rất linh hoạt. Giá của dòng IBM này rơi vào khoảng hơn 8 triệu. Âm thanh nó bật hơn bao giờ hết khi người chủ lên cái đớn, đó chính là nhờ sự giúp sức từ bộ 4 ROS kết hợp cùng với cổ bộ Titanium. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy chia tiếp, nhớ like, share, subscribe.